Park Sung Hoon, ác nam của The Lodi xuất thân trong Anh Thế Việt, bị đồn hẹn hò Song Hye Kyo. Park Sung Hoon là nam diễn viên Hàn Quốc nổi danh sau bộ phim truyền hình ăn khách The Lodi. Không chỉ được khen ngợi về diễn xuất lẫn vẻ ngoài điển trai, Park Sung Hoon còn gây ấn tượng bởi xuất thân từ gia tộc có học vấn cực khủng. Park Sung Hoon sinh năm 1985 là một diễn viên người Hàn Quốc. Trước khi bén duyên với điện ảnh, anh từng là diễn viên nhạc kịch đầy tài năng. Sung Hoon chính thức bắt đầu sự nghiệp vào năm 2008 với bộ phim điện ảnh A Frozen Flower. Sau 15 năm hoạt động trong ngành giải trí, nam diễn viên đã tham gia đa dạng nhiều dự án phim truyền hình lẫn điện ảnh. Dù đã miệt mài diễn xuất nhưng phải đến năm 2022, tên tuổi của Park Sung Hoon mới thật sự lên ngôi nhờ The Lodi. Park Sung Hoon là một trong những diễn viên được nhiều lợi nhất sau cơn sốt của series The Lodi. Kể từ khi tác phẩm kết thúc, danh tiếng Park Sung Hoon tăng cao và anh cũng nhanh chóng gia nhập nhiều đoàn phim đình đám. Sau vai diễn ác nhân mù màu John Jae-jun và Park Sung Hoon thủ vai, anh đang giữ vị trí là diễn viên xác nhận tham gia nhiều dự án nhất hậu The Lodi. Chủ đề về Park Sung Hoon bận rộn với loạt vai diễn đa dạng trong các dự án mới thu hút nhiều sự bàn luận trên các diễn đàn. Trước mắt anh có đến 4 tác phẩm đang quay và chuẩn bị lên sóng trong nửa cuối năm nay, gồm Strangers, The Day of Kidnapping, Queens of Tears và mùa 2 Squid Game trò chơi con mực. Phần lớn khán giả nhận định Park Sung Hoon có bước thăng tiến lớn hậu The Lodi. Trong phim, anh chiếm được cảm tình của khán giả với màn thể hiện xuất sắc nhân vật John Jae-jun mù màu ác độc và là kẻ từng bạo lực học đường Moon Dong-eun do Song Hye Kyo đóng thậm tệ. Trang OKPop tổng hợp nhiều phản hồi tích cực xoay quanh chủ đề Park Sung Hoon đắc show sau The Lodi. Hạnh phúc vì anh ấy được đóng nhiều phim truyền hình phong phú như thế này. Cậu đang làm việc rất chăm chỉ đó. Em hy vọng Park Sung Hoon sẽ thành công hơn nữa. Ngóng mấy vai diễn của anh ấy trong mấy phim này, Park Sung Hoon đúng là ông là trẻ đẹp. Tôi rất vui vì bây giờ anh ấy đã được công nhận rồi. Trước đó, Park Sung Hoon từng thể hiện thành công vai Yu Yu, con trai Kyutami trong bộ phim truyền hình lịch sử The Flying Dragons. Trong nhiều năm sự nghiệp, nam diễn viên tham gia không ít dự án phim ảnh lớn nhỏ như My New One, Three Days, Rich Man, Into the Ring, Black Knight, The Man Who Cries Me. Vào năm 2021, Park Sung Hoon có bước đột phá diễn xuất khi bộ phim Chosun Exorcist nhận được nhiều sự chú ý. Tưởng đâu sự nghiệp của nam diễn viên sẽ bước qua trang mới, thế nhưng Chosun Exorcist bị bất ngờ cắm sóng do tranh cãi xuyên tạc lịch sử. Sự nghiệp của Park Sung Hoon chỉ loay hoay quanh các vai phụ. Với vai diễn kẻ phản diện giàu có trong bộ phim bom tấn The Lodi, nam diễn viên đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Nhưng ít ai biết rằng ngoài đời anh cũng sinh ra trong một gia đình giàu có. Sinh ra trong một gia đình có kinh tế khá, Park Sung Hoon được học tập và giáo dục nghiêm khắc từ nhỏ. Trình độ học vấn của Park Sung Hoon khiến công chúng ngưỡng mộ. Park Sung Hoon tốt nghiệp loại U của một trường quốc tế danh giá. Không những thế, cả gia đình anh đều có trình độ học vấn cao. Nhưng không vì thế mà anh bị phản đối đi theo con đường nghệ thuật. Thậm chí cha của anh hoàn toàn ủng hộ việc anh theo nghiệp diễn xuất. Bên cạnh đó, gia đình anh cũng thuộc dạng khá giả, vậy nên ngay từ bé anh đã được gia đình giáo dục rất nghiêm khắc. Trong chương trình Free Doctor TVN, phóng viên tiết lộ trên màn ảnh Park Sung Hoon hóa thân thành con trai của một nhà tài phiệt. Còn ngoài đời, anh ấy cũng xuất thân từ một gia tộc giàu có. Phần lớn các thành viên trong gia tộc đều tốt nghiệp từ trường luật và trường y danh giá. Bản thân Park Sung Hoon cũng tốt nghiệp từ trường quốc tế nổi tiếng. Trong gia tộc có mỗi mình anh ấy gia nhập làng giải trí nên các thành viên thường gọi nam diễn viên là dị nhân. Nhưng đây không phải là một cách gọi mang tính tiêu cực. Các thành viên còn bày tỏ sự ngạc nhiên khi trong gia tộc bỗng xuất hiện một người có năng khiếu nghệ thuật. Bố Park Sung Hoon ủng hộ hết mình việc anh ấy theo đuổi diễn xuất. Phóng viên tiết lộ về phản ứng của gia đình khi tài tử sinh năm 1985 chọn làm diễn viên. Nói về bộ phim giúp anh đổi đời The Lodi, Park Sung Hoon thừa nhận điều khó khăn nhất của anh khi nhập vai John Jae-jun chính là phải thể hiện một nhân cách hoàn toàn khác biệt với chính anh. Trong phim, Jae-jun thường xuyên chửi thề nhưng ngoài đời Park Sung Hoon không cư xử như vậy. Tôi nghĩ điều khó khăn nhất khi tham gia bộ phim này của tôi chính là phải chửi thề. Tôi không quen với việc đó, anh nói. Ngoài ra, nhiều cảnh trong phim lấy bối cảnh mùa đông nhưng phải thực hiện vào thời tiết nóng nực. Việc phải mặc rất nhiều lớp áo trong điều kiện thời tiết oi nóng cũng là điều khiến cho Park Sung Hoon không bao giờ quên khi tham dự dự án The Lodi. Về đời tư, Park Sung Hoon từng trải qua mối tình dài gần 6 năm với nữ diễn viên Ryu Hoon Kyun. Hai người lần đầu gặp gỡ qua vở kịch sân khấu Almost Man năm 2016, một năm sau họ công khai mối quan hệ. Tuy nhiên, chuyện tình được công chúng ủng hộ của họ chỉ kéo dài tới năm 2022. Ngoài ra, Park Sung Hoon còn dính tin đồn hẹn hò với bạn diễn nữ Song Hye Kyo. Vào tháng 11/2022, truyền thông Hàn Quốc xôn xao khi nam diễn viên sinh năm 1985 đăng bức ảnh anh ôm Song Hye Kyo lên trang cá nhân. Trong chú thích ảnh, Park Sung Hoon còn để biểu tượng trái tim. Biểu cảm của hai nghệ sĩ khá thân thiết và tự nhiên. Ngay lập tức cộng đồng mạng xứ Hàn đặt nghi vấn hai người đang hẹn hò. Tuy nhiên, phần đông khán giả lại cho rằng Song Hye Kyo, Park Sung Hoon chỉ là cặp chị em thân thiết trong làng giải trí. Trước tin đồn, Song Hye Kyo và Park Sung Hoon đều không lên tiếng. Sau khi chia tay nam diễn viên Song Joong Ki, Song Hye Kyo dính tin đồn hẹn hò với nhiều đồng nghiệp kém tuổi. Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn hồi đầu năm 2023, ngọc nữ màn ảnh xứ Hàn khẳng định cô vẫn độc thân và không còn coi chuyện tình yêu là quan trọng nhất.